Giá cà phê được chúng tôi cập nhật vào lúc 5 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2024. Lưu ý, các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch. Giá cà phê hôm nay ngày 14 tháng 6 năm 2024, giá cà phê trong nước quay đầu tăng nhẹ, kết thúc phiên giao dịch Giá cà phê Robusta trên sàn London ngày 14 tháng 6 năm 2024 lúc 4 giờ 30 phút tăng nhẹ ở mức 3.779 đến 4.265 đô la tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7 năm 2024 là 4.265 đô la tấn, tăng 25 đô la mỗi tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 9 năm 2024 là 4.127 đô la tấn, tăng 41 đô la mỗi tấn kỳ hạn giao hàng tháng 11 năm 2024 là 3.954 đô la tấn, tăng 36 đô la mỗi tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 1 năm 2025 là 3.779 đô la tấn, tăng 45 đô la mỗi tấn. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 14 tháng 6 năm 2024 tăng nhẹ, mức tăng từ 223.5 đến 226.75 centa ba. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7 năm 2024 là 223.5 cent ba, tăng 2.4%. Kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 226.6 cent ba, tăng 1.75. Kỳ giao hàng tháng 12 năm 2024 là 225.15 cent ba, tăng 1.55% và kỳ giao hàng tháng 3 năm 2025 là 223.5 cent ba, tăng 1.15%. Giá cà phê Arabica Brazil sáng ngày 14 tháng 6 năm 2024 tăng nhẹ. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7 năm 2024 là 281.3 đô la tấn, tăng 5.05. Kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 280.6 đô la tấn, tăng 4.85%. Kỳ giao hàng tháng 12 năm 2024 là 275.0 đô la tấn, tăng 3.5% và giao hàng tháng 3 năm 2025 là 270.0 đô la tấn, tăng 4.05%. Giá cà phê trực tuyến đã hồi phục trở lại sau khi giảm khá mạnh vào đầu phiên để đóng cửa ở mức tăng vừa phải. Nguyên nhân của sự hồi phục được cho là nhờ dự báo thời tiết cập nhật cùng ngày cho thấy khả năng mưa hạn chế ở các vùng trồng cà phê của Brazil trong tuần tới. Giá cà phê thế giới hôm nay hồi phục trở lại sau chuỗi ngày đi xuống. Sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ, FOMC đã quyết định giữ nguyên lãi suất như kỳ vọng của thị trường. Trước thông tin trên, đồng USD hạ nhiệt giúp cà phê tăng trở lại. Tính đến thời điểm khảo sát, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, ơ, ờ, GBP, bảng Anh, CAD, CHF đang có mức 104,77. Cà phê Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong thị trường cà phê toàn cầu, đặc biệt là với sản phẩm cà phê Robusta. Việt Nam không chỉ là một trong những nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới mà còn có ảnh hưởng đến giá cà phê toàn cầu thông qua sản lượng xuất khẩu của mình. Thị trường đã hồi phục trở lại sau khi giảm khá mạnh vào đầu phiên để đóng cửa ở mức tăng vừa phải. Nguyên nhân của sự hồi phục được cho là nhờ dự báo thời tiết cập nhật cùng ngày cho thấy khả năng mưa hạn chế ở các vùng trồng cà phê của Brazil trong tuần tới. Trước đó, cơ quan khí tượng Soma Meteorologia cũng đã đưa tin cho rằng khu vực Minas Gerais của Brazil không có mưa trong tuần qua. Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Canada là những ngân hàng lớn đầu tiên thực hiện các giảm lãi suất trong năm nay, vì lạm phát đã giảm xuống mức có thể kiểm soát được hiện các ngân hàng khác dự kiến cũng sẽ theo sau. Với triển vọng kinh tế toàn cầu tích cực hơn, tiêu thụ cà phê đang được dự báo sẽ tăng trưởng từ 2% đến 3% trong thời gian vụ thu 2024-2025. Mức tăng tiêu thụ cà phê toàn cầu nói chung được nhiều nhà dự báo độc lập cho rằng sẽ tăng trưởng trung bình khoảng 0,95% so với năm trước có thể đạt tổng cộng 171,5 triệu bao trong niên vụ 2024-2025 sắp tới. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các thị trường tiêu dùng cà phê tương đối mới và các nước sản xuất như Trung Quốc Ấn Độ Indonesia Trung Đông và Việt Nam những nước đã ghi nhận mức tiêu thụ cà phê nội địa tăng giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6 năm 2024 như sau theo trang đốt về đốt về gia cáp hecom giá cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ nằm trong khoảng 120.400 đến 121.600 đồng kg Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 121.500 đồng mỗi kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông 121.600 đồng kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, Chiêu Prong là 121.400 đồng. Ở Pleiku và Lagrai cùng giá 121.300 đồng kg tại tỉnh Con Tum ở mức giá 121.400 đồng mỗi kg tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 121.600 đồng kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà. Cà phê được thu mua với giá 120.400 đồng kg. Giá cà phê hôm nay, ngày 14 tháng 6 tại tỉnh Đắk Lắk ở huyện cư mờ ga cà phê được thu mua ở mức khoảng 121.400 đồng mỗi kg. Còn tại huyện Iai Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 121.300 đồng mỗi kg.